Trong mục Việt Nam nơi tôi đến ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị làm quen với một chàng trai trẻ người Anh mà với anh đến Việt Nam và ở lại Việt Nam là một cái duyên không thể ngờ bởi sự mến mộ đất nước con người ở đây. Xin giới thiệu đến quý vị đó là Christopher Axe. Đến từ thành phố Manchester, Vương quốc Anh, một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết và là giáo viên dạy tiếng Anh đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam gần 6 năm qua. Christopher Axe đã từng là người vô gia cư ở Anh và chính điều này đã là động lực để anh thành lập nhóm thiện nguyện Help Hà Nội Homeless nhằm chia sẻ yêu thương với những mảnh đời khó khăn ở Hà Nội. Hãy cùng gặp gỡ chàng trai nhân hậu người Anh này ngay sau đây. Tôi bắt đầu thành lập Help Hà Nội Homeless khi tôi gặp một người phụ nữ ôm một đứa trẻ ngủ ở ngoài đường. Điều đó đã tác động rất nhiều đến tôi. Vì thế tôi đã giúp đỡ cô ấy. Sau đó, tôi đã thành lập một nhóm với những thành viên quan tâm và muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. Một điều mà tôi rất tự hào đó chính là một số người tham gia hoạt động của Help Hà Nội Homeless và khi chuyển đến một nước khác, họ lại tiếp tục nhân rộng mô hình nhóm tình nguyện giống Help Hà Nội Homeless. Đó là một điều thật tuyệt vời. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, với một người có nhiều gắn bó với các hoạt động thiện nguyện như Christopher, sự kết nối với cộng đồng lại càng trở nên mạnh mẽ. Khi biết được số người đi hiến máu giảm mạnh do COVID-19, dẫn tới lượng máu dự trữ tại Hà Nội luôn thiếu hụt, Christopher đã tham gia hiến máu thường xuyên, với mong muốn có thể giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Hiến máu có thể là cách dễ thực hiện và thiết thực nhất để cứu người. Mỗi lần hiến khoảng 350ml. Điều đó có nghĩa là nếu bạn hiến máu 4 lần một năm, bạn có thể cứu sống 12 người mỗi năm bằng cách hiến máu thường xuyên. Anh Christopher thường có những cái dòng chia sẻ status hoặc là những cái sự kiện rất là nho nhỏ để mà cùng với nhóm bạn đến tham gia hiến máu. Phơ là một cái người hiến máu tình nguyện đã rất nhiều lần và hôm nay thì anh đã hiến lần thứ 7. Những người bạn của anh Christopher cũng rất là nhiệt tình và đến trong hoạt động hiến máu trong những cái dịp Hà Nội của chúng ta rất là khó khăn liên quan đến dịch COVID-19. Lúc đầu tôi chỉ có dự định sống ở Việt Nam khoảng vài tháng, nhưng rất nhanh sau đó tôi đã phải lòng đất nước này. Tôi yêu Việt Nam với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, với rất nhiều nơi đẹp đẽ để ngắm nhìn. Điều làm tôi yêu Việt Nam hơn cả, đó chính là tinh thần cộng đồng. Một điều mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này. Tôi từng đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng chỉ có ở Việt Nam, tôi mới thực sự tìm được những điều đặc biệt.